nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu.
thuyền em trôi vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa với áo màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi vào đêm. Hát em vang cả dòng sông, dòng sông xanh xanh lên người, dòng sông xanh xanh lên nước mưa. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành suối mái trèo bơi, bên thanh bình ta sống thành thơi. Làng quê ta đêm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa, chợt man dày đâu che khăn nịnh đôi môi hồng miễn. Chợ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bên nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Ơi ơi hò khoan hơi hò khoan, mắt sáng em hơn cả vầng trăng. Rồi mai đây ta trở về nguồn, chờ yêu thương về qua bên xưa. Dòng sông ơi thuyền hoa, cây trái nở hoa có em về chẳng sáng đời. Cái lễ ăn hỏi xuống đây thì là được sự cho phép
của các cụ công các bà, của nhà gái là cũng cho họ nhà trai là dẫn tất cả các cây trầu và để dẫn đến cây hôn nhân có hai cháu. Thì hôm nay báo cáo với các cụ là các ông các bà là hôm nay họ nhà trai ở trên nhà có sửa. Cái thứ nhất là cái cây trầu ăn hỏi, cái thứ hai là cái cây trầu xin cưới, cái thứ ba là cây trầu xin dâu lấy ngày cho hai cháu trong ngày hôm nay. Thì cái chương trình là về lễ nghi như thế thì là họ nhà trai cũng sắm sửa đầy đủ là theo cái phong tục tập quán của địa phương, thì hai bên đã thảo luận thì họ nhà trai đã sắm sửa đầy đủ, cũng phải để xin kính mời các cụ các ông các bà của họ nhà gái là chấp nhận cho để làm lễ gia tiên và mừng cho hai họ và chúc phúc cho hai cháu. Con xin các cụ chẳng hóa tay ạ. Cụ là như thế. Vâng. Còn ít phút nữa thì hôm nay thì cũng là để xin phép các cụ các ông các bà là để cho họ nhà trai là được đón cháu lợi về dưới nhà để hôn gia tiên. Hôm nay là đón đâu lấy ngày cho các cháu thì cũng xin kính mời các cụ các ông các bà dâng lên làm lễ cho các cụ các ông các bà của hai gia đình và bố nội là ta. Trải qua một thời gian cháu đợi được ông bà Hình cho đi học, tức là cái nghề để phục vụ gia đình và phục vụ nhân dân. Thế thì cháu lại có công tác ở tại bệnh viện Thanh Oai, rồi thì phục vụ địa phương nhà hòa bây giờ. Thế thì trong giai đoạn hai cháu là nó công tác rồi thì gặp nhau, rồi thì bạn bè giới thiệu hai cháu nó đã gặp nhau thì cho các công tác tìm hiểu, thì khi xin phép các cụ là cái lời đầu tiên xin chuyển lời đến kính chúc sức khỏe của các cụ hai họ nhà ta và gia đình được hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Thế thì trong khi các cháu là công tác thì gặp nhau thì cháu lại có gặp anh Tú thì có đố vui một câu, tức là có chồng mà lại có câu làm sao cho đỏ môi nhau thì làm, thì không biết rằng là anh Tú có tìm hiểu trước của các cụ không, nhưng anh Tú trả lời là rất gọn gàng và chu đáo. Thì anh Tú có trả lời thế này ạ, trước với các cụ này thì anh Tú có trả lời là có chồng mà lại có câu mà có thêm dễ bạch chỉ yêu nhau muôn đời. Thưa các cụ, từ đó thì hai anh chị tìm hiểu nhau thì ý hợp tâm đầu. Thế thì vì cái ý hợp tâm đầu ấy đã đến chín mùi, hai anh chị có về thưa chuyện với mẹ cha và gia đình. Thì qua ý kiến của anh chị thì hai gia đình đã lui tới gặp nhau và trải qua cái công việc của hai cháu. Hai gia đình cũng thấy là hợp tình hợp lý thì cũng đã thống nhất. Vì cái câu thống nhất đấy cho nên hai gia đình đã lựa chọn một ngày có cơ dầu chạm ngõ. Thì chưa các cụ là cái việc gả chồng và chọn vợ cho con là rất quan trọng, từ kim nối cổ bảo đảm. Thế thì hai gia đình đã thống nhất, đã chạm ngõ một thời gian vừa qua một cách là đã tốt đẹp. Từ đó hai gia đình đã có thống nhất một ngày lành tháng tốt để tổ chức cái lễ trăm năm hạnh phúc cho hai cháu. Hôm nay họ nhà trai và nhà gái cùng các cụ đã sửa lễ theo thủ tục của dân tộc Việt Nam để bái yết gia tiên và bái tổ đường. Hôm nay các cụ đã có cơ dầu, tức là câu già dạng chạm ngõ xong rồi thì có câu dầu dạng, mà câu thiếu cái cơ dầu thứ ba, tức là cơ dầu để tổ chức lễ thành hôn cho cháu là cơ dầu xin cưới. Thì báo cáo mấy ông trưởng hoàn là mời ông tôi đã nhận lễ của các cụ, mời ông lên dâng lễ. Bên nhà trai yêu cầu là hai bà hai bà hai bà cháu về cây trái nở hoa có em bà.
về trăng sáng đời ta. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Bà, ông các cụ là ngày xưa là có một cái bài văn tế để và tế trình lên tổ tiên nội ngoại. Chúng bà bây giờ thì ngày xưa là như thế, nhưng bây giờ thì các cụ là linh động phải giảm đi để khấn nôn thôi. Thì nó bây giờ các cụ bảo là tập phòng văn thì tôi sẽ tập phòng văn, mà không có đi xin các cụ là để khấn nôn thôi. Nhà trai mang lên cho hai cháu. Xin thưa với các cụ là cơ dầu lúc nãy là cơ dầu giảm ngày hôm nay và được các cụ thống nhất và linh động rồi. Cơ dầu thứ hai là cơ dầu của nhà trai, xin ngày tổ chức lễ thành hôn cho các cháu. Xin báo cáo với các cụ là như vậy. Con và bà là việc hai cái lễ, cái ăn hỏi và cái xin dâu các cụ có công cho bà của nhà trai đã họ nhà gái đã nhận cho nhà trai rồi, thì còn tất cả các cái bảy cái lễ là trước hôm vừa rồi là hai gia đình cũng có bàn bạc với nhau và họ nhà trai ở trên họ nhà trai cũng đã sắm sửa đầy đủ và để mời các cụ là chấp nhận cho các lễ trên họ nhà trai mang xuống như thế này. Tôi đang xin thưa với các cụ là về phần thủ tục lễ giáo của dân tộc ta là họ nhà trai làm rất chu đáo và đầy đủ. Chúng tôi thay mặt cho họ nhà gái xin tiếp nhận đầy đủ các phần lễ nghi của các cụ nhà trai đã chuyển tới. Xin mời các cụ an toàn. Ai còn vấn vương sông hồ mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có môi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết đường. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương. Sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Nhìn chung xa ai còn vấn vương sông hồ mà nơi đây. Đến đi, phải đến đi. Đang quay rồi, chào đi em. Chết mấy bà ghê quá. Bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có môi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết tơ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương. Sẽ không còn những ưu buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Ừ.
ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ. Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn én trong vườn xuân. Hỏi buồn cau
con chim manh manh hót câu tình thương. Một vầng trăng nghiêng lên lén bên em, một dàn đầy hoa thiên lý em trông. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàng thấy bát ngát phong. Gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh dướng về quê thăm nội thành. Dâu hiền dễ tháo đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng cho bằng anh. Anh luôn yêu em thật lòng, anh yêu em thủy chung. Bao hoa tình yêu thắm nồng con tim thanh thơ. Trong giấc mơ thơm lộng gọi ong bướm lại hòa nhạc. Bao gian truân khổ lụy trần gian anh gươm vào mây. Bao gian truân đôi nghèo này đưa lên phi thuyền đi. Biên cương anh một tay vuốt thần ảnh thu hoa tranh. Đem sức cháy xây đền đài gom vóc cho ngày mai. Xin hãy yêu và thương cho thật nồng nàn bằng tình yêu say đắm. Không dối gian không lọc lừa, không đắn đo không chần chờ. Cần gì đâu phải ngờ chỉ nhìn đôi ta trên trần gian thật tuyệt vời niềm tin và sức sống. Không có ai ngăn được mình trên chuyến xe tâm tình, trên chuyến xe tóc hành tình yêu. Em không sao đi tìm tìm cho ai ra bằng anh. Trong muôn đêm trong vạn ngày đóng xa tay nào ai thì là sẽ chào thua nói gì đâu vô đừng mơ. Ngọc ngà châu báu trên trần gian, cho nên suy cho cùng thì anh đi number one. Không bên Tây bên Tàu mà trên quê hương Việt Nam. Anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi. Chuân khổ lụy trần gian anh gươm vào mây. Bao gian chuân đôi nghèo này đưa lên phi thuyền đi. Biên cương anh một tay vuốt thần ảnh thu hoa tranh. Đem sức cháy xây đền đài gom vóc cho ngày mai. Xin hãy yêu và thương cho thật nồng nàn bằng tình yêu say. Gian không lọc lừa, không đắn đo không chần chờ. Cần gì đâu phải ngơ ngàng. Đời chỉ nhìn đôi ta trên trần gian thật tuyệt vời niềm tin và sức sống. Không có ai ngăn được mình trên chuyến xe tâm tình,
chuyến xe tóc hành tình yêu. Em không sao đi tìm tìm cho ai ra bằng anh. Trong muôn đêm trong vàn ngày đóng xa tay nào ai. Tì la xe chào thua nói gì đâu mơ đừng mơ. Anh nhiễm môi hơn ngọc ngà châu báu trên trần gian. Cho nên suy cho cùng thì anh đi number one. Không bên Tây bên Tàu mà trên quê hương Việt Nam. Anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi. Anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi. Dude!
trao nhau bao ngày qua nồng thắm. Từ đây bên nhau lo rừng xây tổ ấm, ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyện. Ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi bên nhau mùa xuân. Ngày xuân ơi xuân mang ngàn hoa rực rỡ, về cho đôi uyên ương thêm đẹp xinh màu áo. Mùa cưới đan vào mùa xuân ngát hương, trời đất giao hòa niềm vui bốn phương. Ta nâng ly mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương.
trẻ thơ. Bạn bè chúc phúc lòng anh bao bất ngờ. Anh hạnh phúc như chưa bao giờ. Nguyện bên em xây ngôi nhà ước mơ. Đám cưới, anh là cô dâu. Đám cưới, chủ rể là anh. Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc, ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Chẳng tình yêu mình chưa rớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chủ rể là anh. Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Trên con đường đi ngập tràn tình yêu mình chia rớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. La 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 la.
không một lần yêu. Khi biết yêu mơ mộng thật nhiều, mơ người yêu thủy chung, mơ tình duyên mặn nồng, trọn đời dài ngóng trăm năm bên lâu. Trong giấc mơ anh là hoàng tử.
không một lần yêu. Khi biết yêu mơ mộng thật nhiều, mơ người yêu thủy chung, mơ tình duyên mặn nồng, trọn đời dài ngấu trăm năm bên lâu. Trong giấc mơ anh là hoàng tử, anh đến bên em thật tuyệt vời. Anh nhìn em thiết tha trong vòng tay hiền hòa, nụ cười say đắm như du hồn em. Mộng vàng đắm say, người yêu của em không cần giàu sang, người yêu của em đứng đắn đàng hoàng. Người yêu của em yêu chỉ mình em, không bay bướm ngả lơi, không như áng chiều trôi, lời chót lời đầu môi. Làng bên ơi vui ghê rước dâu miệt vườn, chị màu son tươi chiếc áo cô dâu nắng che lòng mơ. Vội vàng lăn xăng chú quay phim màu, cô làm nghiêng cô thì cười duyên. Coi xóm ghê có ban nhà ca rước dâu về nhà, bà con lối xóm rủ nhau thật đông để nhìn mặt cô dâu kia. Đôi quyến xứng đôi vừa lứa nét son môi cười, mái tóc bạc phơ cụ già nheo mắt tăm tắt ngời khen. Mấy thớ được xem chiếc áo thời trang chen áo cưới ngày xưa. Em ơi em có chi mà buồn so, khi ra viên tới phiên cái tụi mình còn chờ đôi bên mai mối đưa tình đính hôn ngày cưới. Kìa kìa em xem áo xanh đỏ vàng, cô ô dù che nó nghiêng bài thơ, trông xa như bướm bay vườn qua trước tha vào nhà. Làng bên ơi vui ghê rước dâu miệt vườn, kỳ màu son tươi chiếc áo cô dâu nắng che lòng mới.
vô vàng lăng xăng, chú quay phim màu, cô làm nghiêm, cô thì cười duyên, coi sông ghê có ban nhà ca rước dâu về nhà. Bà con lối xóm rú nhau thật đông để nhìn mặt cô dâu. Kìa đôi quyến ương xứng đôi vừa lứa nét tròn môi cười. Mái tóc bà phơ cụ già nheo mắt tâm tắc ngời khen. Mày khó được xem chiếc áo thời trang chen áo cưới ngày xưa. Em ơi em có chi mà buồn so, khi ra duyên tới phiên cái tuổi mình còn chờ đôi bên mai mối đưa tình đến hôn ngày cưới. Thì kìa em xem áo xanh đỏ vàng có ô dù che nó nghiêng bài thơ trong xa như bước bay vườn hoa thước tha vào nhà. Lũ bạn trai tinh nghịch đùa dai câu bông đùa hồng đôi má nàng dâu. Nhớ nghe em đêm nay mới là đêm đồng phong. Lũ bạn trai tinh nghịch đùa dai câu bông đùa hồng đôi má nàng dâu. Nhớ nghe em đêm nay mới là đêm đồng phong. Lập lòe đom đóm hoa đăng rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa nhung xôn xao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đàn. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đường che che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa hơi em theo anh vào nhà. Chú sể Đặng Tú xin gửi tới toàn thể quý vị với lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nồng nhiệt nhất ạ. Kính thưa quý vị thân mến, với mỗi một con người sinh ra thì đều có một trái tim yêu thương. Chúng ta sẽ cùng luôn luôn phải đi tìm một nửa trái tim yêu thương còn lại
chàng trai tài hoa Đặng Tú, cô gái xinh đẹp Đặng Lợi, họ đã quen nhau yêu nhau và ngày hôm nay họ đã cùng chung tay ký tên trên cánh diều hồng. Mời tới tất cả quý vị đã cùng nhau từ thiện về đây để chứng kiến những giây phút của các vô cùng yêu thương và hạnh phúc của ngày đại lễ Vu Quy. Và có lẽ rằng để mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị sẽ cùng hướng nhìn của tất cả chúng ta trở về phía bên trong gia đình họ là gái để cùng chào đón sự hiện diện của ông trưởng đoàn đại diện gia đình họ là trai sẽ có những lời phát biểu xin dâng. Gia đình là gái, tôi thay mặt gia đình là trai xin kính chúc toàn thể các cô, con, các bà gia đình nhà gái lời kính chúc hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Kính thưa toàn thể các cô, con, các bà, qua thời gian là hai cháu tìm hiểu yêu thương nhau, hai cháu xin phép, đã xin phép báo cáo với gia đình hai gia đình là được tìm hiểu yêu thương nhau và hai cháu cũng đã xin phép gia đình được cho phép xin được hạnh phúc trong năm cho nhau. Ngày hôm được sự nhất trí của chính quyền hai địa phương và hai gia đình, hai gia đình đã bàn bạc nhất trí với nhau về thủ tục nghi lễ, về pháp lý cũng như thủ tục tập quán của hai địa phương. Hai gia đình đã chọn ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt để tổ chức hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Tôi thay mặt cho gia đình lợi trai xin kính chúc toàn thể các cụ, ông, các bà gia đình là cái chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Gia đình nhà trai chúng tôi đã có cây dầu xin dâu và hôm nay tất cả các cụ công nhân nội ngoại và gia đình nhà trai xuống tôi gửi với gia đình nhà gái là xin đón cháu dâu về trên nhà để tổ chức hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Xin báo cáo ông công nhân hết ạ. Ở kính thưa toàn thể quý vị thân mến, chúng ta được hân hạnh chào đón sự diện của ông trưởng đoàn đại diện dân tộc họ nhà trai. Với những lời phát biểu xin dâu trước kiến của toàn thể quý vị đã có mặt tại trung tâm đám cưới của gia đình con gái trong buổi sáng hôm nay. Và để nối tiếp chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông trưởng đoàn đại diện dân tộc họ nhà gái sẽ có những lời nhận dâu giao dâu nhận rể trước kiến của toàn thể quý vị đã có mặt tại buổi sáng ngày hôm nay từ gia đình họ nhà gái. Và xin mời quý vị sẽ cùng dành một tràng pháo tay lớn để chào đón sự hiện diện của ông trưởng đoàn dân tộc họ nhà gái ạ. Kính thưa xin các cụ, các bà, hai bà, trải qua một thời gian của hai cháu Lợi và Tú tìm hiểu nhau đã được chín mùi, hai cháu về báo cáo với bố mẹ và gia đình. Được sự nhất trí của hai gia đình và bố mẹ của hai cháu, hôm nay các cụ họ nhà trai đã vào để có cơ dầu xử lễ, tức là bái lễ ta tiên mấy lớp tổ đường và xin dâu. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà của hai họ được mạnh khỏe và gia đình an khang thịnh vượng. Qua ý kiến của cụ vị đại diện của họ nhà trai, tôi xin thay mặt họ nhà gái để tiếp thu ý kiến của cụ và để chuẩn bị cho việc tổ chức lễ thành hôn cho các cháu. Về các cụ ngày xưa đây đã nói trăm năm chọn lễ một năm chọn lễ một tháng chọn một ngày. Ngày hôm nay là ngày giờ hoàng đạo và ngày tốt lành của hạnh phúc của hai cháu. Xin để tiếp đón họ nhà trai, xin mời các cụ xơi nước và xơi dầu để chuẩn bị đúng chờ để đón dâu. Xin mời các cụ đón hai cháu về để làm tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Xin cảm ơn các cụ. Kính thưa quý khán thính thân mến, bạn gái, để cùng nhau chào đón sự diện của cô dâu Đặng Lợi sẽ cùng trở về với bàn thờ tổ tiên. Trước tiên là ra mắt tới tổ tiên, sau đó sẽ cùng trở về với các bạn tình hồng để cảm ơn tới toàn thể quý vị đã có mặt tại gia đình bạn gái trong buổi sáng nay. Và chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự diện của chú rể Đặng Tú ạ. Em thấy không em? Em thấy không em? Quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời. Nước mắt hoa thơm, ôi nước mắt hoa thơm, đưa tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời.
che che mát đôi ta, có con chim sâu chỉ lối, vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Đường che che mát đôi ta, có con chim sâu chỉ lối, vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Ngày hôm nay, khi mà cô dâu và chú rể chúng ta cùng chính thức trưởng thành bước vào ngưỡng cửa hạnh phúc và chỉ còn ít thời gian nữa thôi, thì họ sẽ cùng trở về phía tư gia đình con trai của chúng ta để đến với những giây phút tuyệt vời nhất của ngày đại hôm nay. Đó là ngày đại lễ tân hôn sẽ diễn ra tại tư gia đình con trai. Và thời lượng thời gian thì không còn nhiều nữa. Chúng tôi xin phép được một lần nữa xin được thay lời cho đại diện là gia đình con trai và gái. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị và xin mời tất cả quý vị khách quý, những người thân thương của cô dâu và chú rể, chúng ta sẽ cùng khẩn trương trở về để chụp lại những lưu niệm trong ngày đại hôm nay. Đầu tiên thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời những nữ sinh thành của cô dâu ạ. Bác trai và bác gái sẽ cùng đồng hành trở về với sân khấu để cùng với hai con của mình. Nhiếp ảnh gia cùng với nhà quay phim sẽ cùng quay lại những tập phim, những ảnh vô cùng tuyệt vời trong ngày đại hôm nay. Xin mời bác trai bác gái là bố mẹ. Từ các cháu, mà tôi thì thực tế là không có gì mà tặng các cháu, và tôi xin mà tặng các cháu vài câu về hạnh phúc của hai cháu nữa. Chúc cho hai cháu bất niên, chúc cho hai cháu nghiệp duyên thật là, chúc cho hai cháu yêu nhau từ trẻ đến già, đến khi đầu bạc mắt là sống lâu 100 tuổi vẫn còn là tình thương nhạc. Thì tôi là xin hết tôi để có bài tên. Bây giờ sắp sửa đến giờ hoàng đạo. Tôi thay mặt cho gia đình nhà trai tổ nhân có câu: một năm cộng đến một tháng, một tháng cộng đến một ngày, một ngày cộng đến một giờ. Bây giờ sắp sửa đến giờ hoàng đạo, xin kính mời toàn thể các cụ, hơn các bà, cô dì chú bác và bạn bè, thanh niên nam nữ của hai cô dâu và chú rể bớt chút thời gian để đưa cô dâu về tới nhà chồng. Xin kính mời ạ. Tết năm này quê ta quá là chịu chơi, tiếng nổ vang ai đám cưới quà mời, thì khăn đóng áo dài đi nhậu ké, mừng cô sáu đầu xuân thêm chú rể. Bên gia đình anh Tám có cô dâu, hai ông bà hạnh phúc thích như nhau, hai kẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn trai, chứ chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè anh Tám, tôi mời anh một chén à. Nè cô sáu cũng ly ta rỗng rẽn, riêng ly này tôi chúc cháu tân làng, chứ thêm ly này tôi chúc gái giai nhân, chúc hết làng ta đều ăn Tết mà rần rần. Vô vô xin mời cô bác, ta cùng mà giải khát, cứ uống mừng xuân sang, quê mình à khang trang, từng mừng à gả cưới khiến chúng tôi cũng rộn ràng. À, cô nào mà ở quá, anh nào mà ở giá, năm mới mừng ăn ra, tôi thề song pha, qua nhà mai mối cho ấm êm cái tình già. Uống ly này, ly tôi hết rồi đây, đám cưới vui ai đâu có mà la rầy. Nè anh Tám nhìn hoài chi chỉ sáu à, cũng ly với bà xuôi đi cái đã. Xuân năm này á, anh đám cưới cho con,
tiếp cho vui. Xuân của lòng ta là không có tuổi già. Vô đi ăn sao? Trời ơi, tôi nói vô xỉn rồi không? Cái mình đi quậy mấy bà xui, tôi cướp bà xui của anh nghe không? Anh nói gì kỳ cục vậy, không có được nghe. Bà xui tôi là anh không có được đụng tới à. Sao mắc mới gì không được đụng? Bị tôi để ý rồi. Trời ơi, anh này quá trời không? Thôi mình cứ uống xỉn đi không? Uống xỉn xong tôi bảo đảm anh là có gan lắm. Tết năm này quê ta quá là chịu chơi, tiếng nổ vàng ai đám cưới qua mời. Thì khăn đóng áo dài đi nhậu ké, mừng cô sáu đầu xuân thêm chú rể. Bên gia đình anh Tám có cô dâu, hai ông bà hạnh phúc thích như nhau. Hai kẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn trai, chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè anh Tám, tôi mời anh một chén không? Nè cô sáu cũng ly ta rỗng rãng không? Riêng ly này tôi chúc cháu tân làng, chứ thêm ly này tôi chúc cháu giai nhân. Chúc hết làng ta đều ăn Tết có rần rần. Vô xin mời cô bác, ta cùng giải khát cứ uống mừng xuân sang. Quê mình khang trang tưng bừng gã cưới, khiến chúng tôi cũng rộn ràng. À cô nào mà ở quá, anh nào mà ở giá, năm mới mừng ăn ra. Tôi thề sống tha qua nhà mai mối cho ấm êm cái tình. Tôi hết rồi đây, đám cưới vui ai đâu có là rầy. Nè anh Tám nhìn hoài chi chỉ sao, cùng ly với bà xui đi cái đã. Xuân năm này anh đám cưới cho con, sang năm rồi anh cưới tiếp cho vui. Xuân của lòng ta là không có tuổi già. Tôi xin chúc muôn nơi xuân của lòng ta và xuân đến mọi nhà. Trở thành hiện thực, được sự trợ giúp của toàn thể quý vị, được sự vun vén của cả hai bên gia đình, ngày
hôm nay, hai bạn Đình Tú và Đặng Lợi hôn nắm tay nhau đi đến đỉnh cao nhất của tình yêu. Trong sự chúc phúc của toàn thể các cụ, các bà, các vị khách mời, các vị quan khách ngay lúc này đây, để chính thức ra mắt toàn thể các cụ, các bà, các vị khách mời, các vị khách quý, chúng tôi xin phép được trân trọng kính mời một vị đại diện của gia đình nhà trai sẽ gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị bằng nhất là phát biểu chân thành, trân trọng, kính mời ạ. Thưa ra kính thưa chân các cụ, con, các bà của hai họ, qua cái giai đoạn tìm hiểu của hai cháu Tú và Lợi, hai cháu đã về có được sự chỉ bùi, các cháu đã báo cáo với hai gia đình và hai họ, các cụ đã thống nhất để tổ chức lễ thành hôn cho Tấn Tú và các Lợi. Hôm nay là được ngày lành tháng tốt, các cụ đã từ gia đình đã tổ chức để lễ thành hôn cho hai cháu. Tôi thay mặt cho anh Hà Giai xin cảm ơn sự tiếp đón của các cụ hoặc là trai đối với nhà gái. Vâng, thế thì xin báo cáo với các cụ là hoặc nhà gái đã đưa cháu Tú về đây để làm dâu làm con của ông bà Tú với các cụ từ người ta ở bà này. Thế thì thưa với các cụ là trong cái giai đoạn của cháu Lợi thì cháu là sinh ra và lớn lên tại quê hương với nông nghiệp Thuần Nông, thì cháu được bố mẹ cháu cho đi học thì đến bây giờ là đã tốt nghiệp, nhưng mà thực ra là cháu thì có nhưng mà chưa có được thôn ạ. Thế thì khi cháu nó về ngoài này thì mong sự giúp đỡ của các cụ, không các bà với gia đình và nhà để thầy bảo cháu cho nó thành đạt trong những công tác của làm tôi được quan với các cụ và nhà. Thì xin chân thành là cảm ơn các cụ đã tiếp đón hai họ nhà gái những cái chú đáo và chân thành, xin chân thành cảm ơn. Đã thích gửi gắm tình cảm và gửi gắm cô dâu Đặng Lợi về làm sông con của tổ hợp gia đình nhà trai chúng ta. Và ngay sau đây xin phép được trân trọng kính mời đại diện gia đình nhà trai chúng ta cùng có đôi lời phát biểu. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, hai gia đình. Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn ý kiến của đại diện nhà gái phát biểu. Cảm ơn. Tôi thay mặt với gia đình nhà trai là xin cảm ơn tất cả các cô, các bà, cô chú, các bạn, các bạn, các gái, các chú, cháu, các chú về với gia đình nhà thờ. Trong quá trình hai cháu tìm hiểu các thương nhân, hai cháu đã báo cáo và xin phép quay gia đình. Và hai cháu cũng đã xin phép quay gia đình là xin nhân cũng trong năm với nhau. Hai gia đình cũng nhất trí và tạo điều kiện vun đắp cho mối tình của hai cháu. Được ngày hôm nay được sự nhất trí của chính quyền hai địa phương và hai ông hai bà đây chọn được ngày hôm nay là ngày lần tháng tốt để tổ chức thành công trong năm của hai cháu. Chúng tôi rất vui mừng được các cô các bà gia đình nhà gái đưa cháu Tú về tới gia đình nhà trai để chứng kiến buổi làm lễ thành hôn của hai cháu. Lời của cháu Tú có đồng chí quý thức toàn thể các ông, các bà, các người thân thúc bạn gia đình hạnh phúc, ai tha người vợ cũng nên thành cảm ơn. Xin cảm ơn rất nhiều. Đó là chính là phát biểu của gia đình nhà mình nhất cưới trong nhau. Và quý vị thân mến, chiếc nhẫn là một vòng tròn khép kín, không có điểm đầu, cũng không có điểm kết thúc. Nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu mà cô dâu chú rể họ phải thuộc về nhau. Và ngày hôm nay, được sự vui vẻ của toàn thể quý vị, cô dâu chú rể họ đã và đang nắm tay nhau đi những bước đi trên con đường tình yêu hạnh phúc. Và chắc chắn rồi, những bước đi đầu tiên này, hai bạn sẽ phải cùng nhau chung tay chia ngọt sẻ bùi để cuộc sống này ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn, tình yêu mãnh liệt hơn, cuộc sống nhiều
nhiều màu hồng ý tưởng hơn và để gửi gắm tình cảm đến tận tới quý vị. Ngay sau đây, xin mời cô dâu chú rể di chuyển về phía bên phải. Hai bạn sẽ cùng. Trân trọng cảm ơn rất nhiều, lên gấp nhiều lần, hạnh phúc cũng vậy. Và ngày hôm nay, cô dâu chú rể họ đã và đang tay trong tay hạnh phúc vô bờ bến để báo cáo với tổ đường, báo cáo với hai bên gia đình và gửi gắm tình cảm đến toàn thể các cụ, các bà, các vị khách mời, các vị quan khách. Và đây để cùng chung vui, để cùng chúc phúc cho cô dâu chú rể, mừng hạnh phúc cho hai bên gia đình, nhà trai và nhà gái. Xin mời. Xin mời hai bạn. Những khoảnh khắc vô cùng ấn tượng, những ký phút khó quên mà cô dâu chú rể hai bạn đã và đang chia sẻ với tất cả quý vị. Bây giờ cùng giường ra đi và những bước đi đầu tiên của cuộc sống mới của hai bạn trên con đường tình yêu và hạnh phúc này, thấy cô dâu đang rất là vui đúng không ạ? Sống rất mạnh. Vâng, xin mời. Mời mà cô dâu chú rể đã và đang gửi gắm đến toàn thể các cụ, các bà, các vị khách mời, các vị quan khách trong buổi trưa trọng đại về ý nghĩa này. Khi đó thì hai bạn không dám nhìn tôi bởi vì cái đấy thấy quen rồi. Và xin hỏi chú rể rằng là ngày đó ở con kênh bạn làm gì? Ôm ạ. Ôm. Làm gì nữa ạ? Bạn ấy hôn em. Bạn ấy hôn em. Được không ạ? Và ngay lúc này đây thì quý vị thân mến, chúng ta cảm nhận được ngay một điều rằng một chỗ lộng lời của Xuân Đông Yến, những người yêu cô nhân lửa tắm say, nụ hôn kia rất là ấn tượng. Đêm ngày anh sẽ dành trọn cho người anh yêu dấu. Và ngay sau đây xin mời hai bạn chúng ta hướng về nhau ạ. Xin mời ạ. Lên đâu ạ? Lên vai của chú rể. Quen rồi. Và chú rể sẽ đặt tay lên đâu ạ? Đúng rồi, rất là chuẩn. Những việc này không phải ai dạy cả đúng không ạ? Xin mời cô dâu sẽ nhìn sâu vào mắt ạ. Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt và ngày mai sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay. Hai bạn, chúng ta sẽ trao cho nhau một nụ hôn mà tất cả quý vị ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến. 3, 2, 1, bắt đầu! Chân trọng cảm ơn rất nhiều. Những khoảnh khắc vô cùng ấn tượng. Có lẽ đây là một sự đánh dấu trưởng thành mới của chú rể. Bởi vì những cái việc này không ai dạy cả mày. Ngày hôm nay chú rể biết. Một tràng tay nữa cho chú rể rất là giỏi ạ. Cảm ơn ạ. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời hai ông thông gia của hai bên gia đình, tổ thân chi tiền chú rể và người bố thân chi tiền cô dâu sẽ di chuyển vào sân khấu ạ. Xin mời ạ. Cô dâu đang hát theo ca sĩ ở trong album đúng không ạ? Và xin hỏi cô dâu là ngày hôm nay có hồi hộp không ạ? Không hồi hộp. Và xin mời bố cô dâu, và xin mời cô dâu mời gia đình nhà trang trước nhé. Chú rể sẽ gửi gắm tình cảm đến gia đình nhà gái ạ. Và xin mời hai bạn chúng ta nâng những ly rượu của mình lên ạ. Và quý vị thân mến, ngay lúc này đây xin mời hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng chúc nhau tình thông gia bền chặt ạ. Xin mời. Xin mời cô dâu chú rể chúng ta đang bên nhau để chúc nhau hạnh phúc trong năm ạ. Những khoảnh khắc vô cùng ấn tượng. Trân trọng cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn hai bên gia đình. Cảm ơn tất cả quý vị đã ở đây để cùng chung vui, để cùng chúc phúc trong ngày trong lại trong năm này. Và ngay sau đây xin mời cô dâu chú rể sẽ đến từng màn một để thay lời cảm ơn, gửi gắm tình cảm đến toàn thể quý vị bằng những ly trà thơm được tình được nghĩa. Và trước khi cô xin mời bố mẹ chú rể sẽ gửi gắm tình cảm đến hai con yêu quý của mình. Bố mẹ chú rể cảm ơn em.
Và quý vị thân mến, bố mẹ của cô dâu đã trao cho cô dâu chú rể tại tư gia của gia đình nhà gái rồi. Và ngay sau đây là đến lượt bố mẹ của chú rể. Xin trọng kính mời anh chị nhà chú rể, xin mời. Các bạn bè, cô dì, chú bác, anh chị em của chú rể và cô dâu về đây để cùng chung vui chúc phúc, thì chúng ta di chuyển về khu vực sân khấu để trao quà cho cô dâu chú rể. Xin mời. Vâng ạ, còn ai không ạ? Chúng ta di chuyển về khu vực sân khấu để trao quà cho cô dâu chú rể trong ngày trọng đại trong năm nay. Mọi người cứ bình tĩnh nha. Chân trọng cảm ơn rất nhiều những tình cảm của các cụ các bà, các vị khách mời, các vị quan khách về đây để cùng chung vui, gửi gắm tình cảm đến cô dâu chú rể. Xin mời ạ, những phần quà tiếp theo ạ. Xin mời cô dâu chú rể thay lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Chúng ta sẽ đến từng bàn một để gửi gắm sao không